đây thì hai chị Nhật của tôi đây, ông đi trước thì khỏi, còn tôi còn lại có chị Nhật tôi con cháu nó mình ăn cũng đáp không đi đồng hồ nó tôi cũng tiếc ông tụi đây có một mang chơi phụ với ông nội bà nội với ông ngoại bà ngoại chung một mâm đây nè, tôi kiếm một mâm đây để làm kịp là kiếm nghe chị mấy chị ta với ông bà ta đâu nữa con cháu thằng Tài con Thủy thằng Hùng về đây bây giờ này á tôi nói cho mấy chị nghe với ông bà cũng nghe hồi đó ông bà chưa có người nào mà sống được như tôi con cháu tôi đó giờ đầy đàn đầy đấm chân dài chân dài không à không có đứa nào mà đầy cuốn vậy đó cảm ơn tao ông bà giúp đỡ cho nó mà tới đâu cũng lên tới đó ngồi hoài vậy tôi cũng mừng lắm mấy cái dòng này coi những cái chung cư với anh chính tôi vô đây nhậu anh đơn sơ rồi đó anh chỉ nhận thôi chứ đâu có đổ quả gì anh cũng vô đây được anh cũng nhậu đây được anh cũng dắt mấy ông có một đống rượu kia cả anh có giỏi anh vô lấy cho rồi rồi mấy xin vô khoan qua đây bữa nay xin dịch chi nữa à ngồi chị anh nè hãy ngồi đó chứ bộ đúng rồi ơi tôi hát nhà trước toàn xin lỗi em máy quá hẹn đi quay phim chụp đã rồi còn không thấy đâu. Chị bỏ Facebook rồi cho nó vô rồi. Rõ. Vô ba chứ đâu vô ba. Ông bà, đâu? Vô kêu mẹ ra đây. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ơi, bà cổ thổi đèn đi, mời bà ngoài thổi đèn. Rồi, bà ngoài thổi đèn. Mừng sinh nhật bà cố, nhân dịp sinh nhật bà cố, con em tên em Vân em nha, dạ em Mini muốn chúc bà cố khỏe mạnh, trẻ đẹp, sống lắm con nữa nè bon của bon nè rồi bon đọc nè của bon nè mà cố nè nằm mắng nữa đọc đi bon đọc bon đọc đi đọc đi rồi con ăn tặng
khoan một chút đi. Rồi, đúng vô, đúng vô. Rồi, kiểm tra rồi. Kiểm tra rồi, đó. Đẹp mới. Đẹp quá. Cháu yêu bà Lâm, tóc bà trắng. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Lại lần nữa. Bà ơi bà. Cháu yêu bà, vô đây nè. Vô đây con. Quay nữa. Bây giờ trước khi bãi cặp nó bãi cặp với một dâu. Tao mừng lắm mà tao yêu cầu con chị nè. Yêu cầu anh em ở đảo tao như đèn hết dầu. Mà như có chính đi cây. Muốn ruột hồ nào cũng được. Vì em mới ở lỡ. Thì em mới thấy chung chấp mà thử thảo như nhau. Chứ còn cầu lắm. Có hơn ai mà chén trong sống cũng phải đầu tay. Nhưng mà giận rồi thì kêu lại. Tôi nắm tay nhau. Trời ơi, tôi giận quá. Không, tụi mình quay đi. Anh em mình quay đi. Tạo mừng nhận cho tạm hốt. Khỏi đi. Khi giận tao cũng mệt được. Anh em mình nói quá, nói lời thì tao cây cầu bao nhiêu đó còn sao nữa con cháu, cái cháu lớn mà có vợ có chồng nó cũng đồng lòng nhau, nghĩa là chung vui nhau một quà, nghĩa là giao lưu cái đàng hoàng, không có giận hờn, giận hờn thì nói ra ai cũng phải giận hờn, giận hờn rồi nói ra cho đàng hoàng, giận mấy cái đứa cháu mà có vợ có chồng, còn mấy cái đứa này cái đứa gần tao cũng không chịu. Tao còn tao, tao nói thiệt nha mày. Tao đã cứng ngon lành lắm nha. Tụi bay đàng hoàng lắm à. Tao đã cứng đứa nào cũng vậy đó. Trước khi tao đã cứng đứa nào thì cũng bóng hết à. Mày thấy không? Bây giờ dạng 10 năm thì cho xong thằng Phú với con bé Ái. Còn bốn bé Ái, Dương. còn ăn học trắng ăn học cho đàng hoàng. Tao á giờ thằng Phú á nó không có, nó cái nhà y nó không bằng bụng, thì bây giờ tao muốn nó bằng bụng tao mà tao chưa nói cha mẹ nó học cũng là quản lý tình. Sau khi á kêu con chị nó làm ầm, ông chị nó là ở bệnh viện, còn nó quản lý rồi. Vỗ tay. Cho nó
phải quên đi. Tụi bay phải giữ cái băng này luôn đi. Đâu phải giữ băng đâu. Tụi nó giữ, tao đâu có giữ nghe chứ. Tụi nó giữ nó quên đâu, có tội chứ tao không có tội gì hết à. Để